cho tất cả các em học sinh đã quay trở lại với video hướng dẫn tự học môn vật lý tại nhà. Trong video ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách giải bài tập áp suất trong chương trình vật lý lớp 8. Thì để mà giải được các bài tập trong phần áp suất thì các em cần nhớ cho thầy những cái kiến thức trọng tâm như sau. Khái niệm về áp lực là gì? Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép. Và cái thứ hai là công thức tính áp suất. Thì đối với áp suất của chất rắn thì chúng ta có công thức như sau. B bằng F chia cho S. À. Nếu mà trong trường hợp chúng ta muốn tìm F thì chúng ta sẽ suy ra F sẽ bằng B nhân cho S. Còn nếu trong trường hợp chúng ta muốn đi tìm S thì chúng ta lấy S sẽ bằng F chia cho B. Các em lưu ý cho thầy. Nếu vật đặt vuông góc với mặt đất thì lúc này áp lực mà vật tác dụng lên trên mặt đất sẽ bằng với trọng lực của trái đất tác dụng lên vật và được tính bởi công thức là B bằng 10 nhân M. Các em lưu ý thứ hai về lực áp lực ấy thì có đơn vị là Newton. Còn diện tích thì có đơn vị là mét vuông. Như vậy, lúc này áp suất sẽ có đơn vị là Newton trên mét vuông. Hoặc tính theo đơn vị Pascal, đó là đơn vị Pa. Trong cái bài này thì các em cần nhớ cho thầy những cái nội dung kiến thức như vậy. Và bây giờ chúng ta đi vào phần vận dụng để mà giải bài tập. Bài 1. Một vật tác dụng một áp lực lên mặt sàn là 150 Newton. Chúng ta có là áp lực là F bằng 150 Newton. Với diện tích tiếp xúc là 40 decimet vuông. Diện tích tiếp xúc là 40 decimet vuông. Đi tìm áp suất mà vật gây ra trên mặt sàn chính là đi tìm B. Hai chấm. Và lúc này chúng ta có tóm tắt bài toán như sau. Cho F là bằng 150 Newton. Diện tích tiếp xúc là 40 decimet vuông. 40 decimet vuông. Các em phải đổi ra đơn vị mét vuông bởi vì diện tích có đơn vị mét vuông mà sẽ được 0,4 mét vuông. Đi tìm áp suất mà vật gây ra trên mặt sàn. Vậy thì để mà tính được áp suất thì các em nhớ công thức này cho thầy. B sẽ bằng F chia cho S. Qua bài toán chúng ta thấy rằng F người ta cho rồi, S người ta cũng cho rồi. Vậy thì thế số vào công thức này chúng ta sẽ tính được áp suất, đúng không nhỉ? Chúng ta giải như sau. Áp suất của vật gây ra trên mặt sàn là B thường sẽ bằng F chia cho S và bằng 150 chia cho 0,4 bằng. Đó là 375 Newton trên mét vuông. Lúc này các em đáp số. Chúng ta tiếp tục với bài số 2.
Một vật có diện tích tiếp xúc với mặt bằng là 50 decimet vuông. Diện tích tiếp xúc với mặt bằng là 50 decimet vuông. Vậy đây chính là S bằng 50 decimet vuông. Và gây ra một áp suất là 2.500 newton trên mét vuông. Đó chính là B. B nhỏ đó các em, bằng 2.500 newton trên mét vuông. Tính áp lực của vật tác dụng lên mặt sàn. Áp lực trong này chính là F bằng gió hỏi chậm. Và giờ này các em có tóm tắt bài toán như sau. Cho diện tích tiếp xúc này là bằng 50 decimet vuông. Diện tích thì tính theo đơn vị mét vuông, cho nên các em phải đổi ra đơn vị mét vuông cho thầy được 0,5 mét vuông. Cái thứ hai là áp suất của vật gây ra trên mặt sàn là 2.500 newton trên mét vuông. Đi tìm áp lực cho hỏi chấm. Rồi, các em biết là để mà đi tìm mà F, để đi tìm F thì các em phải áp dụng cái công thức đó là B bằng F chia cho S. Rồi sau đó chúng ta chia ra F thì sẽ bằng B nhân cho S, đúng không các em? Rồi. Chúng ta thấy B có rồi, S có rồi, chúng ta hoàn toàn tìm được áp lực. Cách giải của chúng ta như sau. Áp lực của vật tác dụng lên mặt sàn là lúc này ta có F sẽ bằng B nhân cho S. Bây giờ các em sẽ lấy số vô 2.500 nhân cho 0,5 bằng 1.250 newton. Em đáp số. Như vậy vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em cách giải bài tập trong bài áp suất trong chương trình vật lý lớp 8. Chúc các em thành công và gặp các em trong các video tiếp theo.